Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Luyện từ và câu trang 133. Viết 4-5 câu về chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng các từ mơ, bà tiên, kỳ lạ. Bài làm. Hàng ngày, trước khi đi ngủ, mẹ thường kể chuyện cho em nghe, chuyện cổ tích, chuyện về những đứa trẻ ngoan. Nhớ lại một lần khi chìm vào giấc ngủ, em đã có một giấc mơ kỳ lạ. Em được hóa thân thành một cô bé trong câu chuyện cổ tích mẹ kể em gặp một bà tiên rất dịu hiền và nhân từ bà cho em một điều ước và nói đó là phần thưởng cho những đứa trẻ ngoan sau khi thức dậy em đã kể cho mẹ nghe về giấc mơ đó mẹ hỏi về điều ước của em em nói đã ước gia đình mình luôn hạnh phúc và bố mẹ luôn luôn yêu thương em Tiếp theo cô giáo đọc cho các con nghe đoạn văn thứ hai. Tuần trước, em đã có một giấc mơ tuyệt vời. Em mơ thấy mình đi vào một khu rừng kỳ lạ, với các loài hoa và cây có kích thước to lớn, hình dáng độc đáo. Một bà tiên đã bất ngờ xuất hiện và ban cho em một đôi cánh trắng lớn. Với đôi cánh ấy, em bay lượn khắp khu rừng, thoải mái chiêm ngưỡng và tận hưởng những điều kỳ thú ở đây. Mãi đến khi tỉnh giấc, cảm giác tự do trao lượn ấy vẫn còn khiến em nhớ như in và nuối tiếc khi kết thúc quá nhanh. Hai đoạn văn về chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng các từ mơ, bà tiên, kỳ lạ. Đến đây là hết rồi. Cô chào các con.